chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa, với sự tham gia rất là thân thuộc của hai MC vô cùng dễ thương, đó chính là Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Thanh Trần, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Nhưng mà của chúng ta hôm nay, xin mời chị. Wow, 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 thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nha. Xin chào chị Tô Nhi A, chào Thanh Trần. Dạ, em tên là Trần Thị Tuyết Lan, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là một nhân viên bán hàng và em vừa đi học vừa đi làm và chăm con nhỏ. À, chị đã kết hôn bao lâu và con chị bao lớn rồi? Dạ, em kết hôn được 2 năm rồi và con em bây giờ được gần 17 tháng. Wow, chị sinh năm 96 mà kết hôn 2 năm, em mới có 1 năm rưỡi thôi à. Ủa em chưa được 5 năm. Sao em luôn đem cuộc đời em ra làm cái chuẩn mực vậy Thanh? Tại vì bằng tuổi mình có thể so sánh được với nhau về nhiều vấn đề thập khiển á chị. Khi mà mình biết tin có thai thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Trước khi mà biết tin có thai á là em tỉnh lắm, em không biết gì hết trơn á. Tự nhiên thấy cơ thể mình có chút thay đổi, là ngủ nhiều hơn rồi tự nhiên thèm ăn. Cái tuần đó em thèm ăn gà rán mà em ăn vạ chồng em một tuần luôn á. Khóc quá trời luôn rồi cuối cùng cũng được ăn. Xong rồi chồng mới kêu chứ sao thấy 10 ngày rồi em vẫn chưa bị nữa vậy. Cái chồng ra tiệm thuốc tây mua cho que thử về thử. Xong rồi hai vạch. Mặt tỉnh bơ nhìn chồng. Giờ sao anh? Em kêu hồi cưới nha. Ừ ok cưới. Ồ, câu chuyện rất là gọn nhẹ ha. Đúng rồi. Khi mà chị mang thai bé thì chị có bị ngán hay là thay đổi ngoại hình gì không? Dạ, cái khoảng thời gian 3 tháng đầu mang thai là một cực hình của em. Em chỉ cần nhìn đồ ăn là em ói, nhìn đồ ăn là em ói. 3 tháng đầu em xúc 6kg. Là em còn có 40kg. Trong 3 tháng em chỉ ăn được một món là món bún riêu. Không ăn được gì khác hết. Bún riêu như là có mắm tôm đúng không chị? Dạ, ngày xưa là em không ăn được mấy cái đó. Nhưng mà từ lúc có bầu cái tự nhiên em thèm mắm. Sau 3 tháng là em bắt đầu ăn được và bắt đầu tăng cân. Em tăng 20kg. Em cứ suy nghĩ chết rồi mình mập quá chồng có chê không. Tới cái lúc gần sanh rồi em mới bắt đầu thấy lo lo. Tại vì em bị rạn bụng em nè, đùi, chân, mông, rạn tan nát. Nó giống như cái mạng nhện luôn vậy. Ở phần dưới bụng đó là em không có thấy được. Cái chồng em mới nhìn thấy, chồng em hốt hoảng kêu trời ơi sao mà em rạn dữ vậy. Ảnh mới đi mua kem về cho em sức. Mà sức vô hay cũng vậy, không có được gì hết. Lúc đó em sợ là em sợ cái việc mình bị rạn là ảnh hưởng đến mình hay em sợ cái khác? Dạ em sợ là sợ mình xấu với lại sợ chồng chê. Tại vì chồng em là cũng có ngoại hình mà Nhưng mà chồng có chê không? Dạ không, chồng em cứ mỗi lần mà ảnh về thăm em là ảnh đều ôm hôn mấy cái vết rạn đó hết á. Tại vì hai vợ chồng em làm ở với nhau có 3 tháng đầu thôi, sau đó là em về quê nghỉ sanh. Hai vợ chồng ở xa thì cũng có nhiều cái là bất tiện. Thì ảnh đi làm cả ngày mà mình mang đầu bầu thì mình sẽ thấy tủi thân. Nên là nhiều khi mình nhắn tin cái chồng không trả lời. Đang suy nghĩ không biết chồng có chuyện gì không hay là anh đi làm về chưa. Em cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi tự tủi thân tự khóc. Cái rồi xong về nhà thì ba mẹ chồng em cũng rất là thoải mái. Thì hay tạo điều kiện để em nghỉ ngơi thôi chứ không phải làm gì hết. Cứ ăn xong rồi đi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Mập như một con heo. Mập như một con heo. Bây giờ chồng em vẫn kêu em là con khủng lợn. Tại vì em mập quá. Con khủng lợn. Con khủng lợn. Trời, con khủng lợn. Chị con khủng long nhưng mà con khủng lợn. Nghe dễ thương ha. Hai chồng dẫn nhau đi sinh hay là chị đi sinh một mình? Hoặc là có những chuyện vui buồn gì không? Dạ, cái đi sinh này thiệt là một câu chuyện mà cả đời em không thể quên. Lúc mà em 33 tuần á là em bị đau bụng, rồi đau lưng nữa, có cơn gò. Thế là em đi khám bác sĩ thì bác sĩ kêu là chỉ bị gò thôi chứ chưa có sanh được đâu. Khoảng 35 tuần rưỡi em bắt đầu thấy bụng gò nhiều hơn. Sau một giấc ngủ trưa em ngủ dậy thì tự nhiên em thấy ra máu. Thì mẹ kêu là ra máu này là chắc là sanh rồi đó, gọi về nhà nội để chuẩn bị đồ em bé đem ra viện. Thì lúc đó là em cũng gọi báo cho chồng em luôn. Cái chồng em mới kêu chứ thôi được rồi, để anh lên xe về liền, từ từ đẻ, đợi anh về rồi đẻ nha. Từ từ đẻ, đợi anh về rồi đẻ nha.
Trời ơi, công nhận mấy anh đàn ông vui á. Chứ đẻ làm mà như muốn đẻ, theo ý mình là được hay gì. Từ từ đẻ, trời nghe giống như là khoan từ từ hay ăn cơm vậy đó. Cái xong rồi em mới ngồi em ăn cơm để lấy sức đi sanh. Thì ăn chén cơm hết nửa tiếng đồng hồ, 6 giờ rưỡi em mới bắt đầu ra bệnh viện. Bác sĩ vô khám thì nở được 9 phân rồi. Xong rồi bác sĩ kêu là bây giờ em đi khoảng tầm 10 phút nữa thôi để cho em bé nó xuống hẳn. Thì em đi ra chắc đi được 2 vòng, em kêu giờ em chịu không nổi nữa cho em đẻ đi. Xong rồi cũng cho em vô đẻ. Vô em rặn 4 hơi là em gặp con em luôn. Wow. Vậy là đẻ dễ quá, nhanh. Điều đó có nghĩa là chồng về kịp không? Dạ, tất nhiên là chồng em về không kịp rồi. Ủa lúc đó là còn lại trên xe. Dạ, lúc mà em vô phòng sanh là 7 giờ. Thì tới 7 giờ 15 phút mẹ chồng em gọi điện cho chồng em kêu con ơi vợ đẻ rồi nha, xong rồi cúp cái máy luôn. Chồng em không kịp nói câu nào hết, anh kêu là vừa nghe xong tự nhiên thấy nước mắt rưng rưng luôn, trời thấy thương vợ quá, để đi đẻ một mình. Xong rồi bác sĩ kêu thôi giờ bế em bé về phòng, em nằm lại cho bác sĩ khâu. Mà lúc đó như em mệt quá rồi em ngủ thiếp luôn, không biết là bác sĩ may như thế nào. Tới hồi mà em được tận mắt thấy cái vết may của em thì em khóc luôn. Tại vì người ta may mà em bị lồi luôn, có một vết sẹo luôn. Nên là nhiều khi nhìn cái vết sẹo đó cũng sợ chồng chê, rồi chồng không yêu thương nữa. Nên là em hay hỏi chồng là em bị sẹo như vậy anh có thương em không. Thì chồng em kêu là em có như thế nào thì anh vẫn thương em. Thì lúc mà đẻ ra là mẹ chồng con buông hết đúng không chị? Dạ, lúc mà đẻ được một ngày thì em bé được đi tiêm. Sau cái mũi tiêm đó khoảng nửa ngày thì em bé bị sốc thuốc. Con em lúc sanh ra bị sinh non chỉ có 2,5 kg à. Em bé nhỏ xíu à. Nên là người ta chích vô em bé chịu không nổi. Cái sau đó con em được chuyển qua khoa hồi sức cấp cứu. Thì người ta truyền nước biển mà em cũng biết tại sao lại phải truyền nước biển. Sau đó người ta đưa con lại cho em. Thì con em tự nhiên cứng ngắc. Sau đó là người nó chuyển sang màu tím đen giống như trái mồng tơi á chị. Rồi con em không thở được, hai mắt nó lồi ra rồi cái lưỡi nó xanh lè luôn. Lúc đó em hoảng quá là em mới hét lên em gọi bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ chưa kịp ra khỏi phòng. Cấp cứu khoảng 30 phút thì em bé hồi tỉnh, hồi lại. Sau đó là người ta chuyển viện liền, không dám giữ, là chuyển lên tuyến trên. Nhưng mà lại không cho em đi theo. Nhà em mới năn nỉ bác sĩ cho mẹ đi theo em bé. Thì xuống con em vô bên khoa hồi sức của khoa nhi cấp cứu khoảng hơn nửa tiếng nữa thì em bé tỉnh và hồng lại. Cái lúc mà em được gặp con thì bé nó đói quá, nó chụp lấy ngực mẹ nó bú liền. Mà lúc đó em vẫn chưa có sữa, thế là em lại ngồi em khóc kêu tại sao mình lại không có sữa cho con. Cái mọi người cứ kiểu như không biết là có chỉ trích em hay không, kêu là mẹ giờ không có sữa cho con, rồi kêu ngực em nhỏ quá thì làm sao mà có sữa cho con. Em nghe em rất là tủi. Cái sau đó là em mới kêu thôi chồng ơi giờ làm cách nào cho có sữa. Thì khoảng nửa ngày sau em có sữa về, em lại bị tắc tia sữa. Hai cái ngực em nó cứng ngắc mà nó đau, mà em sốt mà em dùng máy hút sữa mà không hút ra được luôn á. Đau quá cái em mới kêu chứ thôi chồng ơi giờ anh hút giùm em đi. Đúng rồi đó, thế là chồng em cũng hút giùm mà anh ngại tại vì nguyên cái bệnh viện. Ở bệnh viện dạ, là trong suốt cái quá trình mà em nằm viện á là từ cái khâu vệ sinh vết thương rồi em đi vệ sinh là chồng em lo cho em từ A đến Z. Mỗi lần mà em kêu anh ơi em muốn đi vệ sinh là anh dắt em vô trong toilet đó. Rồi anh nắm tay em cho em đi xong anh mới dắt em ra, không rời em nửa bước luôn. Cái lúc đó em cảm thấy mình giống như là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian vậy đó. Chồng chị chăm chị như tức khi mà chị về nhà là chồng vẫn theo chăm cho đến bao nhiêu lâu chồng chị mới đi làm lại? Dạ, lúc mà em xuất viện về thì chồng em lại không có mặt để đưa em về. Hôm đó ở công ty ảnh có việc nên là ảnh phải xuống xử lý. Dạ. Nên là cái hôm đó em rất là tủi thân luôn. Tại vì đi đẻ đã không có chồng rồi, tới đi lúc xuất viện cũng không có chồng luôn. Em là em bị stress cái vụ sữa cho con. Mẹ chồng em lại kêu là thôi bây giờ con đừng cho nó uống sữa ngoài nữa, cho uống sữa mẹ đi. Mà sữa mẹ thì không đủ, không cho nó uống thì nó đói. Thế là cứ kiểu như là em bị dồn nén lâu ngày. Cái xong rồi tới cái bữa đó em stress quá, em mới kêu là thôi bây giờ anh về với em đi. Rồi về hai vợ chồng ngồi nói chuyện này kia. Xong rồi em mệt quá, em cảm thấy như mọi người chỉ trích em nhiều quá. Em kêu bây giờ em muốn tự tử.
Cái chồng em lúc đó mới giận quá, mới la em một trận. Anh kêu là lần sau nếu em muốn tự tử thì để anh treo dây sẵn cho em. Cái là từ đó tới giờ không dám nghĩ tới chuyện tự tử nữa. Trời ơi. Dạ, kiểu như là anh phải đánh đòn tâm lý với em vậy anh. Thực ra thì vậy nè, trong toàn bộ câu chuyện của em, ngoại trừ cái yếu tố là khi con sinh ra và con sốc thuốc á, thì nó là một cái sự cố, thực ra nó rất khó để chúng ta có thể chủ động. Còn lại mọi thứ, nếu như mà chúng ta chủ động trước, nó sẽ giảm thiểu cực kỳ nhiều áp lực cho em. Cái thứ hai thì chị nghĩ rằng là có vẻ như em đã bị tấn công bởi quá nhiều nỗi lo về nhan sắc. Yeah. Và sau đó là hàng loạt những cái yếu tố khác đến từ câu chuyện chăm con. Sợ chồng chê, em cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi tự tủi thân, tự khóc. Em được tận mắt thấy cái vết may của em thì em khóc luôn. Tại vì người ta may mà em bị lồi luôn, có một vết sẹo luôn. Khi nhìn cái vết sẹo đó cũng sợ chồng chê, mọi người chỉ trích em nhiều quá. Thực tế thì chúng ta chỉ có thể lo tốt được một việc trong một thời điểm thôi. Và nếu như mà mình cùng một lúc mà mình ôm đồm quá nhiều nỗi lo, nó sẽ không có giúp bạn có được một cái giải pháp nào triệt để trên từng câu chuyện. Với câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ thì thực ra là chúng ta cũng sẽ không ngồi đây cãi với nhau rằng là sữa nào tốt hơn, nhưng cuối cùng cái gì là tốt nhất, đứa bé mạnh khỏe là tốt nhất. Rõ ràng là với tất cả những gì chồng em dành cho em có cảm thấy rằng là nhờ điều đó mà thực tế em đã vượt qua được một vài những cái khó khăn trong quá trình thai nghén và sinh con? Dạ đúng là như vậy, thì tất cả là đều có chồng em bên cạnh nên em cảm thấy như là mình tự tin hơn. Yeah. Là sau khi sanh 4 tháng á, là em đưa con xuống Sài Gòn sống cùng với chồng em. Ừ. Là từ đó là một mình em chăm con, anh chồng em đi làm. Trong quá trình chăm con thì cũng có nhiều cái stress. Ví dụ như là con mọc răng, con bỏ ăn. Rồi lúc đó em stress quá, em giận, con không ăn, em đánh con. Dạ, đó là lần đầu tiên em đánh con mà em thấy hối hận vô cùng luôn. Sau đó là em không hiểu tại sao em không thể nào kiềm chế được mình. Em giận quá là em đuổi con ra ngoài, em khóa cửa lại luôn. Là mấy lần đó chồng em rất là giận. Tại sao em lại chọn cái cách là cách ly đứa trẻ ra khỏi phòng? Dạ, tại vì em sợ là em sẽ đánh nó. Với lại khi em nhìn nó khóc như vậy thì cái tâm lý của em nó rất là kinh khủng. Em không hiểu tại sao là mình mặc dù rất thương con, nhưng mỗi lần mình nổi điên lên lại không thể nào kiềm chế được trước con mình như vậy. Chồng em mới kêu là em đuổi con thì anh đuổi em. Cái hôm đó em quá mệt mỏi vì con không chịu ăn rồi con khóc, thế là em đi thiệt. Cái em mới đi cũng hơi xa xa, xong đi hồi mệt quá tự đi về. Ủa là tự đi bộ hả chị? Dạ em đi bộ. Giống em quá. Mỗi lần mà em gây lộn với chồng mà ở ngoài đường á thì em luôn là đứa nhảy xuống xe, xong em đi bộ cái chiều ngược lại, xong chồng em quành đầu xe ngược lại, em băng qua con lươn đi qua bên đây đường, xong chồng qua đây em băng bên đây đường lại. Đó là giống như là em hay chọn cái cách gọi là đi bộ. Cái hả, lúc sau em tưởng cách đó còn hiệu quả, cái em đang đi bộ này em thấy tiếng xe sau lưng, nghe tiếng xe quen lắm. Em nó thế nào cũng năng nỉ chồng em đây. Ai về đâu chạy lên, cố lên mình đi nữa, đi nữa đi. Ừ, cố lên. Thiệt sự rất cảm quê. Thấy bẻ bàng. Cảm thấy cuộc đời không như chúng ta nghĩ đó. Em rồi khi em quay về phản ứng của chồng em thế nào? Dạ ngay lúc mà em quay về là em không có vô em gặp chồng em, mà em ngồi ngoài cửa, em thấy có đống giấy đó em ngồi em đốt, kêu là giải tỏa cảm xúc, làm sao cho mình không bị điên nữa. Thực ra thì chị hiểu cái áp lực của một bà mẹ có con nhỏ, bởi vì bản thân chị cũng là một bà mẹ. Nhưng mà hàng loạt những cái gọi là những cái hành vi mà chúng ta làm với đứa trẻ khi nó đang khóc, ví dụ như là quát mắng, đẩy nó ra, hoặc là dùng một cái động tác nào đó mang tính rất là bạo lực để hù dọa, nó đều không có giá trị để ngưng tiếng khóc của đứa trẻ. Nó chỉ làm cho đứa trẻ sợ, gia tăng cái tiếng khóc đó và nó sợ hãi hơn thôi. Cho nên cái mẹo của chị là như thế này. Dĩ nhiên là để có thể làm, nó sẽ là một cái thời gian, và trước tiên bản thân em phải cho em thời gian. Lời khuyên đầu tiên của chị dành cho Lan trong chuyện này đó là em phải tự chuẩn bị cho mình một cái câu chuyện là gì? Ồ, con nó khóc sẽ là câu chuyện diễn ra mỗi ngày. Để khi mà con bật ra một tiếng khóc, em không cảm thấy bị ngột ngạt với điều đó. Và cái thứ hai á, là gì? Ngồi xuống cùng với con, không căng thẳng mặt mày và im lặng ngồi nhìn con khóc. Với điều kiện em phải nhìn con nha, em phải nhìn con khóc, em đảm bảo là em đừng làm gì hết đi. Bởi vì sao? Chính vì em không phản ứng gì cả, đứa trẻ sẽ hiểu rằng cái tiếng khóc của mình không có giá trị, và con sẽ cố gắng để điều tiết. Tại vì khóc là hoạt động sinh lý, đứa trẻ nó sẽ hiểu rằng ở cái việc khóc này nó không có tác dụng gì đâu, và con sẽ giảm dần tiếng khóc lại, và chúng ta sẽ làm mọi chuyện khi con thực sự bình tĩnh. Và lúc đó thì em cũng bình tĩnh. Còn việc mà em đẩy đứa trẻ ra hoặc là em đóng cửa lại, một, bản thân em sẽ là người bị tổn hại đầu tiên, tại vì em đang cảm nhận được sự bất lực trong quá trình nuôi dạy á, thì điều đó nó không có lợi cho em. Nhưng mà còn một chuyện quan trọng á, nãy giờ Thanh có để ý về cái vụ mà bạn đó sợ xấu không?
sợ sống. Và cái cú mà bạn đó bị knock out hoàn toàn là khi bạn đó nhận ra cái vết, gọi là cái vết khâu của mình. Vết khâu của chị bị lồi lên như vậy. Chị hỏi thiệt luôn á, cái chuyện đó nó ảnh hưởng tới em đến mức nào? Dạ thì em hay lo sợ là chồng nhìn cái vết lồi đó lên như vậy, chồng sẽ sợ, chồng không dám gần. Em có cái tâm lý như vậy. Cái đó do em nghĩ hay là chị nó do em nghĩ? À, dạ, nhưng chồng, thực tế là chồng kêu chứ anh chẳng thấy gì hết, kệ đi. Nhưng mà em có thoải mái không? Dạ mới khoảng mấy tháng đầu lúc mà mới gần gũi với chồng á thì em sợ, không dám bật đèn luôn, tại vì sợ chồng thấy. Xong rồi chồng em kêu là có như thế nào á thì anh cũng thương, tại vì cái này á là do em sanh con cho anh chứ đâu phải là do vì vấn đề gì đâu, là anh tạo tâm lý thoải mái cho em. Nên là cái chuyện vợ chồng của tụi em nó cũng khá là suôn sẻ. Nếu mà nghe kể về một người chồng như vậy, chúng ta sẽ nghĩ rằng anh ấy không có một tật xấu nào hết. Thật sự, trời, nghe điểm chuyện quá hoàn hảo. Từ vợ đến con đến công việc, mọi thứ, chăn gối, chuyện đó nó cũng rất là hoàn hảo. Vậy là chồng chị không có tật xấu gì hết hả chị? Dạ, chứ chồng em thì cũng khá là hoàn hảo. Trong mắt em thì phải gọi là tuyệt vời. Khá rồi. Dạ, nhưng mà có một cái là từ lúc mà em sanh rồi công ty ảnh mới vừa mở, rồi chuyện con sốt thuốc nó ập đến một lúc thì ảnh cũng khá là áp lực, nên là ảnh có hút thuốc. Đến tận bây giờ thì ảnh vẫn còn hút thuốc nhưng mà đã hạn chế rất nhiều, và đặc biệt không bao giờ hút trong nhà hay là có vợ con, không bao giờ hút. Cô vợ này cổ đáng yêu ha, ngay cả tới cái tật xấu của chồng cổ mà cổ kể hồi cái cũng trắng án luôn, không còn gì để nói luôn á. Là hoàn hảo luôn rồi, còn gì mà khá được nữa. Vậy cuối cùng là thực ra em hài lòng hết thì chồng em luôn đúng không? Dạ em rất là hài lòng về chồng em. Có một điểm là tại chồng em ít nói nên là hiếm khi nói lời yêu thương. Cuối cùng cũng là ra cuối có một cùng tới tận luôn bây giờ là ngày nào em cũng hỏi chồng ơi anh có yêu em không, chồng ơi anh có thương em không. Tại sao em lại luôn mong muốn một cái câu trả lời từ chồng em khi em đưa ra những câu hỏi đó vậy Lan? Dạ tại vì em thích nghe chồng em nói, tại vì chồng em rất ít nói. Từ lúc mà quen nhau cũng không nói là anh yêu em hay là như thế nào. Nhưng mà người ta làm quá trời thứ rồi cô. Dạ em biết là như vậy nên là những em giờ này bớt nghe. Hỏi rồi. Thì hôm nay chị đến chương trình này chị đi cùng với ai? Dạ hôm nay em có đến cùng với con trai của em. Cái bạn mà sốc thuốc ngày xưa đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, bây giờ bé rất là khỏe mạnh. Chị có thể đưa bé lên lên đây chơi được không? Trời ơi vui quá. Em bảo ánh cười kìa. Vui quá vậy lên tivi. Con chào các cô. Trời ơi, trời dễ thương quá hả. Dạ. Bây giờ con tên gì cô Như A chào con một cái nè. Dạ con ở nhà tên là Lotte. Xin chào bạn Lotte. Đây là cái C. Trời ơi dễ thương quá à. Thì bữa nay là mình đã đến một phần cuối cùng, đó chính là bỉm sữa nhắn gửi. Thì không biết chị có gì muốn nhắn gửi tới chồng mình hay là gia đình mình, những người quan trọng nhất với mình hay không? Dạ em cũng đầu tiên là muốn nhắn gửi tới ba mẹ chồng em và ba mẹ đẻ là mọi người hãy yên tâm, Lotte rất là khỏe mạnh nha. Lời tiếp theo là em muốn gửi đến chồng em là anh hãy nói yêu em nhiều hơn, tại vì em hãy sợ lắm, sợ là một ngày nào đó anh không còn thương em nữa. Thực ra thì mình cũng hy vọng là bạn ấy sẽ thay đổi để có thể nói nhiều lời yêu hơn với vợ. Nhưng mà trước khi chúng ta chia tay thì chị rất là muốn chia sẻ với Lan rằng là hãy củng cố niềm tin từ bên trong để mình có thể thực sự yên tâm về chính bản thân mình trước, và sau đó em sẽ đón nhận những cái hành vi yêu thương của chồng em á một cách rất là đủ đầy, rồi thì từ đó chúng ta sẽ có thể có được cái gọi là cái sự mượt mà hơn trong cái quan hệ gia đình, trong cuộc sống, để mình không cảm thấy quá áp lực về việc chồng ít nói lời yêu nữa. Nhưng mà dĩ nhiên anh chồng của bạn Lan hãy cứ tích cực nói lời yêu vợ đi nha. Và cảm ơn lời chia sẻ của chị Tô Nhi A. Cảm ơn sự xuất hiện của hai mẹ con vô cùng là đáng yêu và dễ thương trong ngày hôm nay. Chúc cho gia đình của chị lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Chúc cho Lotte một ăn chung lớn nha. Đó. Cảm ơn cô Thanh, cảm ơn chị Tô Nha. Chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta đã kết thúc rồi. Chương trình phát sóng vào lúc 15h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Trong trường hợp quá bận rộn, chúng ta có thể truy cập lại kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV để xem lại chương trình quý vị nha. Và các mẹ bỉm sữa ơi, nếu như các bạn muốn tham gia chương trình Chat với mẹ bỉm sữa thì chúng ta có thể đăng ký tại fanpage. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
lấy nhau về tự nhiên ảnh mới bắt đầu ảnh lộ ra mấy cái biểu hiện mà BD. Em hỏi thiệt là anh có BD không? Anh kêu có. Anh ơi đi đẻ. Ôi sao em? Trời ơi cái quần anh để đâu rồi, cái áo anh đâu rồi? Còn một con nhỏ bình thản lấy cái bộ đầm đẹp nhất mặc vô, xô cái mỏ đỏ đỏ xịt nước hoa đầy mình. Nhà mình hình như có ma đó, cứ tối ngủ là nghe tiếng bước đi hoành lang. Chat với mẹ bỉm sữa tập 14 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 trên kênh HTV7.